Thì nội xin chào bạn, nhà làm này. Hôm nay thì mình sẽ chơi thử Blacklist Simulator 2. Những tựa game Simulator dạng này khá là cuốn các bạn ạ. Các bạn có thể chơi thử và chúng ta có thể cày chay mà không cần thiết phải nạp Robux ạ. Rồi, mình sẽ tiến hành chơi luôn thôi, xem có gì nổi bật trong game không nào. Tiếp theo. Rồi, chúng ta sẽ bán tiền xu ở đây và mua nam châm ở đây, nâng cấp bộ nhớ. Chỗ này thì tăng tốc độ chạy. Và cứ có tiền chúng ta mở map mới thôi. Bùa mê là những cái item có thể nhân đôi đồng tiền xu chẳng hạn. Rồi, chỗ mua trứng đây rồi. Khởi đầu rồi, chúng ta là một cái nam châm khá là cùi bắp, hàn khá là rồi. Bán sắt vụn không biết ai mua hay không. Mà con bò, bò nó khá đáng yêu. Mà nhìn thì chất lượng hơi kém tí. Rồi, các bạn nhớ nhập cái code này nhá. Đang nói code này, ta được thêm một chút item nhân đôi vàng thì vậy. Rồi bây giờ mình sẽ dắt con bò đi kiếm ăn thôi. Ra đây hút những đồng tiền xu với cái nam châm khá là hàn gì này. Rồi, con số cộng lên không nhiều. Nếu con bò có thể đánh được những đồng tiền xu lớn, các bạn có thể đứng im đậy được. Các bạn nào mà lười chơi thì các bạn có thể chế chế độ auto cũng được, cái tự động được, nhưng mà 20 phút các bạn nhớ quay lại không nó bị đít mất. Rồi con bò, xem qua con bò được cộng một xu được các bạn, mà đang là cấp 14, tức là 14 đam đấy các bạn. Rồi tiếp theo, cứ chịu khó đi nhặt nhạnh vậy. Nhanh chóng chúng ta sẽ có khoảng 100 đồng tiền xu và full bộ nhớ là phải đi bán thôi. Mới bán 100 đồng tiền xu được bao nhiêu tiền đây? Những ngày đầu của simulator thì những dạng này chúng ta cứ phải chịu khó ngay từ đầu các bạn ạ. Nhặt nhạnh từng chút một, sau đó nâng cấp dần thôi. Các bạn càng chơi càng thấy cuốn vì càng ngày sức mạnh càng tăng lên mà. Rồi, một cái két khá là to bị mở tung ra rồi mà cũng không được nhặt được nhiều. 96 xu rồi, 100, mình sẽ bán thử ra. 400 tiền. 400 tiền thì không có đủ mua nở, đủ nở trứng chưa? Sẽ thử ra đây xem là trứng bao tiền một quả nhá. Bên này là 7 750, mình vẫn chưa đủ. Bên này 100 100 thì chắc là pet củi thì mình không mở nữa các bạn. Rồi đi qua đây tặng hôm qua này. Rồi 5 phút nhân 2 coin, nhưng cái đấy thì chắc là sau này mình sẽ dùng sau, hiện tại thì chưa có lượng coin mà nhiều nữa mình không dùng nữa. Rồi mình tiếp tục bán và nâng cấp lên, và mình sẽ thử ra đây xem là nâng cấp với nam châm lên xem nào các bạn. Vì nam châm mình đang cấp 4 rồi, chúng ta phải lên cấp thì mới nâng cấp được các bạn ạ. Nam châm này phải lên cấp à, sức mạnh này, để phạm vi à. Ưu tiên sức mạnh đi xem nào. Ồ, vì là nam châm cùi này, sức mạnh không tăng mấy và lượng tiền mình không có nhiều. Ồ, ta tiếp tục thôi, hành trình thôi, dắt bò đi kiếm ăn vậy. Rồi, một bạn nữa cũng đang dắt bò theo mình này. Đó, khá là nhanh. Bây giờ mình sẽ nâng cấp bộ nhớ nhá. Hiện tại bộ nhớ mình đã 500 rồi, chứ 100 rất chi là nhanh, nó chạy đi chạy lại mất tốn thời gian các bạn. Mình sẽ ưu tiên bộ nhớ, sức mạnh của nam châm và sau đó đến spell. Liên tục như vậy. Dần dần. Bây giờ mình đã có 1k8, mình sẽ mở lên 2 quả trứng. Rồi xem được con gì không. Chuột các bạn ạ. Nó không phải dạng quý hiếm lắm. Thôi đội được. Chủ yếu sức mạnh ta từ những con pet này khá là nhiều. Rồi đã có 3 con chuột rồi. À đã có 3 con pet rồi. Ôi phá khá là nhanh nhỉ các bạn ạ. Ở map nào chúng ta cố gắng kiếm những con pet ở map đấy. Và sang map khác thì mình nghĩ là sức mạnh của con pet này không đủ. Đánh khá là yếu. Rồi, nhanh kiếm được 500 mắc bát ạ. Rất nhanh full bộ nhớ. Thì có 6.000 mà mình nâng cấp tiếp thôi. Không biết full hết vạch này sẽ được bao nhiêu đây. Là xem vài cái nâng châm mới xem nào. Ngày 1k, 10k, 80k, 10k. Mình không đủ tiền rồi. Thôi, mình sẽ đi kiếm tiếp để mua lấy cái khác vậy. Mua cái 10k vậy. Chứ cái 1k chắc nó không tăng sức mạnh được mấy đâu. Và nên tiếp là mỗi lần nâng cấp spell mất ít thôi. Rồi, cái tốc độ chạy của mình đã nhanh hơn này các bạn. Đó, chạy khá là tít rồi. Đó. Bộ nhớ 1k rồi, bán thôi. Như vậy cứ nạp đi nạp lại các bạn rất dễ nhanh lên được sức mạnh lắm nhá.
Rồi, mình đã đủ tiền rồi, mua cái nam châm này. Nam châm gỗ. Và bạn này có 5 con pet này. Chúng ta có những nhiệm vụ, chúng ta hoàn thành những cái mốc đấy, chúng ta sẽ được cộng thêm pet các bạn ạ. Có những mốc nó thông báo. Rồi, được cộng 8 xu rồi. 8 coin một lần rồi. Ok rồi. Và bây giờ mình sẽ thử thử sử dụng cái bùa mê này nhá. Cái item này nhân 3 coin. Khá là ngon. Rồi ta xem tốc độ coin lên như nào. Ngoài 500 rồi, 600 đến nơi rồi. Rất chi là nhanh. Chỉ vòng mấy giây chúng ta đã full bộ nhớ được 1k này. Ta bán thôi. Cứ tiếp tục như vậy mình sẽ tận dụng 5 phút để kiếm thật nhiều coin các bạn nhé. Sau đó nâng cấp và mình sẽ mở sang cái map mới. Map mới mất có 10k thôi. Sang đó chúng ta sẽ nhặt coin nhanh hơn. Rồi mình đã đủ 10, hơn 20k rồi. Mình sẽ mở ra. Wow, map sa mạc luôn. Sang sa mạc đại vàng đây. Rồi mỗi tội vàng bên này màu nâu các bạn ạ. Pet đánh thì mình thấy không lượng đam nó không còn nhiều lắm các bạn ạ. Hình khá nâu mới xong một cái két đấy. Ở đây thì mình sẽ cố gắng tìm, cố gắng kiếm tiền và mở trứng thôi. Để xem ở đây mở trứng mất bao nhiêu tiền nha các bạn. 50k thôi. Được con nào ngon ngon không nào? Sử thi nhỉ? Và sau một hồi cày cuốc ở map 2 này thì mình đã có 325k tiền rồi. Mình sẽ sang cái map mới khám phá thêm thôi. Rừng rậm, map mới có tên rừng rậm. À, bộ nhớ của mình như là 10k4 nhá. Xem bên này có nhanh full không nào? Wow, tăng rất là nhanh các bạn ạ. Nếu cứ chạy này trong vòng 20 giây chúng ta sẽ full 10k thôi. Mỗi map mới chúng ta nào, chúng ta cùng xem mới mở trứng ở đây sao. 60k. Rồi ok, mình cũng đã đủ 60k rồi. Cá sấu. Cũng là một con sử thi thôi. Pet nó không có gì là nổi bật lắm các bạn ạ. Chúng ta có thể trang bị những con pet tốt nhất. À, bây giờ mình đã có 2M rồi. Mình sẽ đi mua cái nam châm. Xịn xịn một chút nào. 5M cái nam châm này cơ. 1M rưỡi cho mua luôn. Nam châm vàng. Hết cái thời kỳ gỗ mới đá rồi. Rồi mình sẽ nâng cấp tiếp bộ nhớ lên. Bởi vì cái nam châm hút rất nhanh thôi. Ở cái map mới tiền khá là nhiều. Rất nhanh full. Mình có thêm một con hổ nữa các bạn. Nhìn con pet này khá là nhiều này. Đó, chúng ta vừa bán đồng tiền xu được 56k này. Mình sẽ vào đây nâng cấp tiếp spell để chạy cho thật nhanh. Không đủ tiền nữa rồi. Đây này nâng cấp hơi tốn các bạn ạ. Không biết bao giờ full cái vạch chạy nhanh nào. Các bạn hãy vào chơi và thử bao giờ nếu mà nâng cấp full vạch xem nào nhé. Tốc độ chạy chúng ta kinh người. Wow, hút khá là chất lượng nha các bạn ạ. Tăng khá là nhanh. Đó, đó chính là cái mà mình cảm giác cuốn. Mình tiếp tục mở tiếp cái map mới, mất 7M. Đấy, tốc độ chạy mình đã nâng gần như là khá là ổn rồi các bạn ạ. Đấy, chúng ta chỉ việc ấn bán thì nó sẽ về cái map mới. Ok, 70M này. Mình sẽ mở tiếp cái map này. Khá là nhanh các bạn ạ. Chúng ta khi mà pet xịn và 500 xịn ấy, chúng ta đi cày khá là nhanh thôi. Đấy. Đến đây thì tốc độ còn hơi bị chóng mặt luôn. Rất nhanh chúng ta đã full bộ nhớ. Chỉ còn cách này chúng ta nâng cấp tiếp bộ nhớ lên. À, mình mở thử pet ở đây nhá. Pet đây 100M cơ. Nhưng mà chắc chắn là những con pet khá là xịn. Huyền thoại luôn. Bướm lửa cơ mà. Xem con pet đã đam như nào các bạn. 31k. Wow, khá là ngon. Và hiện tại bộ nhớ mình đã nâng cấp lên 2,6M. Ở đây cày tiền khá là nhanh. Mình sẽ mở thêm pet ở đây. Con này cũng là huyền thoại này. Thủ diện cũng khá là hiếm này. Hơn 40k đam. Ừ, khá là xịn sò đấy. Các bạn có 5 con này khá là ngon. Nếu ở map này mà thấy tiền nâng tăng khá là nhanh nhỉ.
Đấy, tốc độ chạy của mình giờ cũng khá là ổn đấy các bạn ạ. Mình rất muốn chơi để full cái tốc độ chạy xem chạy nhanh mức độ nào nhỉ. Tiếp tục là con pet tiếp theo. Con rơi. Cái này đam chắc nó bé hơn những con trước rồi. Rồi, đam có 17 ga chút rồi, hơn 17 ga chút thôi. Tiền tăng một cách chóng mặt các bạn ạ. Rồi, ở sang map mới này mất 7,5B cơ. Ngoài ra còn có chế độ nâng cấp pet bằng cách là chúng ta sẽ chọn 4 con giống nhau như thế này. Rồi. Game thì càng chơi càng cảm thấy cuốn các bạn, bởi vì sức mạnh và chỉ số mình tăng khá là nhanh. Đấy. Link game mình sẽ để phần mô tả nhé. Các bạn nào muốn chơi thử thì vào chơi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video mình nhé. Các bạn hãy giúp mình một like, một share và nhớ ấn subscribe nhé. Bye bye.